Channel Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bộ gan Pikachu. Rất là đẹp luôn các bạn. Đầu tiên là trò chơi Pokemon Go. Và thứ hai là trứng Pikachu. Đúng rồi. Thật là nhiều trò chơi đúng không các bạn? Là ở đây là nếu Pokemon mà muốn chiến đấu thì các bạn bấm nút này nhé. Bắn trứng Pokemon nhé. Đây chính là một trò chơi của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở nào. Wow, bắn trứng Pokemon. Wow, tuyệt đẹp. Ui. Một trò chơi của chúng ta gồm có một quả bóng Pokemon. Pikachu. Một quả trứng hình xe màu